Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay Bin sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc cực kỳ mới của nhóm Everglow, đó chính là ca khúc La Dida. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram của Bin cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Các bạn lưu ý một điều là khi mà học theo thì chúng ta sẽ cùng học theo chiều trên video luôn. Ví dụ như Bin đưa tay phải nè thì mọi người sẽ cùng đưa tay phải với Bin luôn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học ngay thôi. Ok, mình sẽ đặt tay qua như thế này. 1 2 3 4 xoay 5 úp 6 7 8. Rồi Bin sẽ đếm lại nha. Hai tay mình sẽ đặt ra như thế này. 1 đẩy chân lên 2, vuốt 3, úp 4, quay 5, 6, 7 và 8. Sau đó mọi người đặt qua 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, hất 8. Ok. Rồi một lần nữa nha. 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, sau đó mình sẽ đặt cái phần tay như thế này. La, da. Mình sẽ ngửa tay bên đây. La, da, di, da. Xoay và up. Ok, lại nha. 2, đi. La, da, 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 di, da, da. Sau đó tay trái mình úp lên trên và tay phải xuống dưới, hất lên. Và mình bật tay bên trái ra đằng sau, rồi kéo xuống. Mình mở tay lên như thế này. Ok, mình sẽ đếm lại. 2, đi. La, da, la, da, di, da, 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 di, da, da. Rồi sau đó mình sẽ đứng dậy. Ngay đây. Ok. Rồi, mình sẽ đếm lại nha. La, da, la da ti da 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 ti da da boom. Rồi sau đó chúng ta sẽ bỏ 4 nhịp và đi ra. 1 2 3 4 đặt 5 6 7 8 lùi chân bên phải 1 2 3 hất 4 5 đặt 6 hất 7 dần 8. Sau đó mở qua 1 2 3 4 và 5 dần. La da di da là mình sẽ nghiêng qua và đặt lên như thế này. Sau đó buông tay qua. Phum. Ok. Ok, lại một lần nữa nha. 2 đi. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. 1 2 3 hất 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 và 5 6 la da di da dần bung qua pa. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép nhạc thử với tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Năm, sáu, bảy, tám. Yeah. Yeah, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc La Dida của nhóm Everglow rồi. Thì không biết là các bạn có học theo dễ dàng hay không. Nếu mà có khó khăn gì thì hãy comment ngay bên dưới để mình có thể biết nha. Nếu mọi người có thể hoàn thành được vũ đạo bài này thì đừng quên bên like và chia sẻ video giúp Bin nha. Biết đâu những bạn không có điều kiện đến lớp thì sẽ có thể học thông qua video này thì sao. Video đến đây là kết thúc rồi, Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể chia sẻ video giúp Bin nha. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video hướng dẫn nhảy sau. Bye bye.